Rồi, okay, xin chào các bác. Thì trên tay em đây đang là cái con LG V50. À, cái con này của em đã bị xước tè le rồi đây. Thì hôm nay ấy, em sẽ thử tháo nó ra cho các bác biết nhé. Một phần là hướng dẫn cho các bác biết được là cách tháo con V50 này như thế nào. Đấy, và thứ hai là sẽ là kết cấu của con V50 này sẽ như thế nào nhé. Tại vì con V50 này hiện tại đang là cái con mà được anh em LG dùng nhiều nhất luôn. Em nghĩ đây là con điện thoại mà bán chạy nhất của LG luôn đấy. À, thì con V50 này nó có một số cái lỗi vớ vẩn như kiểu là cái vân tay này này nó hay bị chập chờn ấy, kiểu lúc ăn lúc không ấy, đấy là một. Và cái ba chấu của màn hình phụ đây này thì cũng có nhiều anh em than thở là không kết nối được. Thì anh em nào mà không kết nối được ấy, thì có thể là cái máy của các bác nó bị thay lắp lưng ấy, mà thay lắp lưng thì họ họ làm cách nào đó họ không kết nối được cái ba chấu này với cái mền ấy, đấy thì xem thế nào. Và vấn đề thứ ba nữa là con V50 này hay bị luộc cái miếng tản nhiệt bằng đồng ở phía trong mên ấy, tại vì dạo này cái hàng dựng nó nhiều mà, và hàng dựng thì thường thường nó sẽ không có cái miếng tản đồng nhiệt ở đấy, cho nên là máy của các bác nó sẽ nóng lên rất là nhanh và các bác dùng rất là khó chịu, và nó sẽ giảm yếu năng đi rất là nhiều luôn. Thì hôm nay em sẽ hướng dẫn các bác tháo này ra nhé. Tại vì các bác biết rồi đấy, giờ máy zin hay không thì chứ các bác chỉ có một cách là tháo máy ra thì các bác mới biết được thôi, chứ bây giờ máy nó cũ rồi, nó hàng dựng nó quá nhiều rồi, cho nên là ngoài cái việc mà các bác tháo máy ra ấy, thì hoàn toàn chỉ có tin tưởng vào người bán là chính thôi. Đấy thì em sẽ tháo ra cho các bác biết, và tháo nó cũng dễ thôi. Đây các bác hoàn toàn có thể dùng một cái đây là cái miếng dán PVF hồi xưa em bóc được, có miếng này thì đấy, cái miếng này nó rất mỏng thôi thì nó cũng rất là dễ, nhưng mà các bác không cần miếng đấy cũng được. Các bác dùng cái miếng đây là cái miếng cái vỏ thuốc này, đấy cái vỏ thuốc này các bác thấy không, đấy cái vỏ thuốc này nó cũng khá là cứng và nó cũng khá là mỏng. Và các bác khi mà các bác khò nóng cái xung quanh viền của nó đây này thì các bác len cái này vào và các bác cậy nó ra thôi. Thì các bác hoàn toàn có thể sử dụng một cái máy gọi là cái máy kho nhiệt như em đây. Đây như em đây, cái máy kho nhiệt chuyên dụng đó. Nếu như bác nào mà không có cái máy kho nhiệt chuyên dụng như thế này ấy, thì hoàn toàn các bác có thể là dùng cái máy sấy ấy, cái máy sấy tóc ấy. Cái máy sấy tóc hoàn toàn có thể tháo được nhé, các bác không phải lo nhé, hoàn toàn ở nhà các bác có thể tháo được hết đấy. Và chỉ cần cái dụng cụ rất là thô sơ thôi, máy sấy tóc hoặc và một cái vỉ thuốc như này thôi. Đấy bây giờ sẽ làm cho các xem nhé. Cái đoạn này thì em sẽ tua đi nhé. Đấy. Rồi ok các bác, thì vừa giờ em đã khò nó được khoảng 3 hay 4 phút gì đấy thì nó sẽ nóng hết cái phần cái viền này, và giờ các bác đưa cái vỉ thuốc này vào các bác cậy ra thôi. Này, nó cũng dễ thôi. Các bác đưa vào chỗ phần nào mà nó hở nhiều nhất ấy. Đây này, đấy, ví dụ phần này nó hở nhiều nhất này. Đấy, các bác cứ đưa vào các bác cậy dần dần ra thôi. Cái đoạn này thì em sẽ làm từ từ cho các bác xem nhé. Đấy. Nó rất là dễ thôi. Các bác chờ tí để em cho cái máy nó lấy nét lại. Đấy, thì đây. Đấy, em sẽ cậy từ từ nó thôi. Nó sẽ còn một số điểm nó có thể là nó chưa được 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 nóng quá ấy. Được nóng thì nó có thể nó chưa ăn, nhưng mà nói chung các bác cứ từ các bác cậy ra nó, các bác cứ cậy thoải mái đi nhá, cái này nó không có cáp gì đâu, không không sợ đâu. Đấy. Đấy. Hoàn toàn rất là dễ thôi. Đấy. Các bác cậy được hết cái này là nó gần ra rồi. Đấy, nó cái vỉ thuốc này thì nó sẽ không vào được sâu. Thì đây em sẽ cho một cái miếng này vào nhựa cho nó sâu. Đấy. Đấy. Em cũng chưa tháo con V50 này bao giờ các bạn. Hồi xưa có tháo con V60, V30 thì tháo nhiều. Đây, chung là nó cũng ra rồi các bạn. Đây, các bác tách ra thôi. Các bác chú ý nhé, cái đoạn này thì các bác cũng vừa tách vừa vừa phải đưa cái miếng vào cho nó khỏi bị vỡ cái miếng, khỏi bị vỡ cái ấy, khỏi bị vỡ cái lắp lưng này. Đấy, ra rồi đây này. Đây các bác, nó ra rồi đây này. Đó. Đó. Thấy chưa, các bác thấy không? Nó chả có cái gì đâu, nó chẳng có cái cáp gì đâu, nên các bác cứ tự tin mà cậy thôi. Đó. Thì đây là cái lắp lưng này. Thì như cái lắp lưng này em thấy là cái phần keo nó cũng vẫn có vẻ là keo zin đấy. Đây các bác có thấy không?
Đó. Cũng chưa tháo con V50 này bao giờ nên không biết keo nó như nào, nhưng cảm giác là keo có vẻ keo zin đấy, keo răng zin đấy. Đó. Tuy nhiên thì các bác thấy này, cái điều đó của em nó không, nó sẽ bị sai lầm khi mà nhìn lại cái phần này. Đây này. Các bác nhìn này, quả pin này, quả pin nó đã bị nhăn nhúm rồi. Các thấy không? Cái phần quả pin này nó đã bị như kiểu như kiểu chó gặm ấy. Có một số cái bị lõm xuống này, lõm xuống này. Đấy. Đấy, và đây em nhìn cái phần ốc này này, vì phần con ốc nhé, nhưng phần con ốc này thì đã bị tháo ra rồi, bị cắt đầu rồi, toè đầu rồi đó. Thôi cái này không quan trọng, tại vì cái này là mua máy cũ mà, hôm nay chỉ tháo ra cho các biết được cách tháo thôi. Đấy, và bây giờ em sẽ tháo tiếp cái này ra nhé. Rồi cái đoạn này em cũng tua đi. Rồi ok các bác, thì em vừa tháo được hết tất cả những con ốc của con V50 này rồi. Thì em sẽ giới thiệu cho các bác một chút về mấy cái cổng kết nối ở đây. Thì đây có mấy cái miếng đồng nhỏ nhỏ này này, ba cái miếng đồng nhỏ nhỏ này này, thì nó sẽ tiếp xúc với cái ba cái chấu đồng ở phía ngoài kia. Và các bác phải nhìn thấy đây này, cái phần chấu đồng của cái con V50 này, cái phần nắp lưng của nó ấy, nó phải nhô lên như này này. Đấy các bác nhìn thấy không? Nó phải nhô lên nhá. Và đây này, đây cũng có mấy cái gọi là mấy cái chấu đi hay cái rác gì cũng được, nó cũng có tác dụng là nó nhô lên nhé. Đấy, nó có tác dụng đàn hồi nữa, cái này nó phải nhô lên thì nó mới tiếp xúc được với cái ba cái chấu này. Đấy, cho nên các bác phải chú ý nhé. Đấy. Và đây đây là phần cái đèn cái đèn led 5G ấy. Đấy, nó ở chỗ này này, chỗ này nó cũng bị, lúc nãy em khò nó nóng nó cũng chảy ra được các bạn. Đây, nhưng nó chả vấn đề gì cả. Đây cái led của nó đây này. Đấy, led 5G của nó đây này. Đấy, nó không không ý nghĩa gì lắm, thôi cứ gắn nó vào. Rồi. Đó thì bây giờ sẽ tháo dần dần nó nữa. Xem nào. Chưa tháo con này bao giờ chứ không biết nó có cái cách lưới gì không. Này là thấy tháo cả cái cụm các bạn. Đây. Tháo cái cụm này luôn. Thì tại vì con này chắc chắn là bị tháo rồi nên tháo nó cũng dễ. Đó, đây là cái, đây là cái phần sạc không dây nha các bác. Đó. Đây, cho các bác xem đây. Đó, rồi. Ô, hay quá nhỉ. Đây các bác nhìn đây này. Cái đèn LED 5G ấy, nó là ăn với cái trên này luôn nha các bác. Nó ăn ở trên này nhé, nó không ăn dưới main đâu, mà nó tiếp xúc bằng cái mấy cái chấu này. Và nó ăn ở trên cái phần sạc không dây này luôn. Đó, rồi, ok, bỏ ra đây. Đó, thì bây giờ là, à hình như con này chưa tắt nguồn các bạn, bây giờ tắt nguồn cái đã. Rồi tắt nguồn đi này. Ô, tắt nguồn rồi, tắt nguồn nhá. Và rút cái khay sim ra, em còn chưa rút cái sim này này, lúc nãy làm vội quá quên luôn. Rồi tháo cái sim ra. Ok các bác, thì tháo tiếp. Trước tiên là sẽ phần phải tháo cái cục pin nữa đó các bác. Cái gì làm gì thì làm các bác cũng phải tháo cục pin ra. Đấy. Đây là cục pin của nó nhá. Thì pin của con đây, con V50 đây. Trời nó hơi bị mờ. Đây, pin con V50 thì các bác biết rồi đấy, nó là 4000. Đây này, ở phía trên này nó 4000 nhưng mà nó hơi bị mờ mờ một chút rồi. Cái cục pin này nó cũng không biết đã thay chưa nhưng mà cục pin này cũng cũ rồi, xước sát tinh tinh hết cả rồi. Đó. Rồi tháo phần cụm dưới này. Ôi, bây giờ tháo phát ra luôn các bạn. Quên chưa chưa gỡ cả cái rác này luôn. Rồi không sao, nó chưa chưa đứt. Đấy nha các bác, đây là cái cụm, nguyên cái cụm. Các bác nhìn này này. Nguyên cái cụm loa dưới các bác nhé, cái loa ngoài của con V50 ấy. Đấy thì nó nguyên cái ba cái chấu tiếp xúc này, nó có nguyên có một sợi cáp đi từ đây lên trên bên này. Đấy, nếu mà các bác mà thay hàng lởm vào, hàng linh kiện vào khi không có cái rác này đâu. Đấy, cho nên là sẽ bác không kết nối được bằng dịch vụ nhé. Rồi ok, tiếp tục tháo nữa là các bác để xem là nó có miếng đồng hay không. Thực ra con V50 này em dùng cũng không nhiều cho nên là em cũng không thấy nó nóng mấy. Đây, hai cái rác anten đấy, trái phải. Ok, đây sạc anten rồi.
có gì liên quan đến cái bên chính thì tháo nốt. Đây là cái cụm camera trước này. Cái này là cái gì? À, đây đây các bác. Đây là cái cụm, cũng là một cái cụm loa nhé. Nó khá là to như này này. Tại vì con V50 này nó có hiệu ứng stereo mà, hai loa trên và dưới. Thì các bác cũng biết rồi, con V50 này cái loa nó khá là nhỏ. Cái loa nó phải nói là cực kỳ nhỏ luôn đấy. Nó không hay một tí nào luôn. Đấy, các bác hết biết là LG nhà mình có hạn chế cái loa ngoài, con LG V50 này có hạn chế cái loa ngoài rất là bé, mặc dù nó có cả loa trên này và loa dưới em vừa tháo ra đây. Đó, mà nó vẫn rất là bé. Rồi, các màn hình. Rồi, coi như là hết hết mọi thứ rồi các bác. Thì bây giờ sẽ tháo từ từ nó ra. Còn gì không? Đấy, ra luôn. Ôi xa, đơn giản, có gì đâu. À, ở dưới này này các bác, đây này, chỗ này này, các bác nhìn thấy không? Ở chỗ này nó có một cái, đây các bác nhìn này, này. Ở chỗ này nó có một cái rắc kết nối với cái màn hình ấy. Nó khá là dài đây, cho nên các bác phải nhấc chỗ này lên thì nó mới ra được. Đó, rồi, ok. Thì đây, à, nói chung là con này còn, đây. Các bác có thể nhìn thấy miếng đồng này, miếng tản nhiệt đồng của nó này này. Đấy, nó tản nhiệt cho ba con CPU này này. 1 2 3. Đấy, ba con CPU này nó chung miếng tản nhiệt này luôn. Đấy, và cái miếng tản nhiệt này nó gần rất là gần cái khung chỗ phía này này. Cho nên nếu mà các bác dùng cái hiệu năng cao ấy thì nó hay bị nóng ở khu này này. Đấy, các bác thấy không? Thì bây giờ em sẽ cho các bác xem được là cái CPU này nó dùng cái CPU gì. Không biết có nhìn thấy không? Đây. Nó lau đi. Đây này. À, như là cái camera nó không thể nhận, nó không thể nhìn được ấy. Đây, con Qualcomm này. Đấy, con Qualcomm ở đây. Đấy, Qualcomm ở đây. Thực sự là nó rất mờ, em cũng chẳng đọc được luôn. Này phải hơi kệ đi, không quan trọng. Còn mấy con gì đây không biết luôn. Thôi, cái này không quan trọng đâu. Chắc là nó cũng chẳng ai đi đục cái CPU ra cho các bác đâu. À, nhưng mà đây, các bác nhìn thấy đấy. Các bác thợ phát nhìn có khi là biết ngay cái con này ấy, là nó bị tháo cái lồng này rồi. Đây này các bác, đây này cái vết lồng này này đã bị tháo rồi này, này. Đấy, còn vết nguyên vết tháo ra rồi này, này. Đấy, các bác có thể thấy thì cái con này ấy, không biết đã bị sửa chữa ở ba con CPU này chưa, đóng lại chip chưa thì em không rõ, nhưng mà cái dấu hiệu đóng lại thì không thấy. Đây này, tại vì nó vẫn còn keo chung đây, không biết keo đóng lại không. Nói chung là cảm giác như là cái con này nó chưa bị khò ra, nhưng mà cái lồng này họ tháo ra rồi. Cái lồng này này, cái lồng mà nó bảo vệ ba con CPU này này thì nó đã bị tháo ra rồi. Thì không biết là có bị tháo con này không. Thì đấy, nếu như các bác nào mà thấy cái lồng này bị tháo ra thì chắc chắn là nó đã bị can thiệp vào phần cứng rồi. Đấy, ok. Nói chung là con này thì vẫn đang dùng bình thường nhá, không vấn đề gì đâu. Đó, đấy là cái miếng càn tản nhiệt đồng thì có nhé. Và đây cho các bác biết được nữa là cái cụm vân tay ấy, cái bộ vân tay của con V50 thì nó sẽ như thế nào. Đây các bác nhìn đây này, đây là cái cụm vân tay của con V50 nhé. Đây đằng sau này, đây là cụm vân tay của nó này. Đấy, thì nó nối với một cái cáp, và trên cái cáp này ấy, đây này các bác này, nó thấy một số cái chấu đồng để nó tiếp xúc đây này. Đấy, không biết các bác có nhìn rõ không. Đây có 10 chấu này. Thì cái 10 chấu này nó sẽ ăn với 10 cái chấu này. Cho nên các bác nhìn luôn. Đây này, nó sẽ ăn với cái cụm chấu này. Đấy. Ăn với cụm chấu này nhá. Thì nếu như con V50 nào của các bác nào ấy mà nó bị cái cụm vân tay nó bị chập chờn ấy, thì các bác thứ nhất là các bác vệ sinh mấy cái này. Đây này, hoàn toàn các bác có thể dùng cái dao ấy, dùng cái dao lam ấy. Dao lam hoặc dao gì sắc các bác cà đi, cà cho nó sáng đi. Đấy, các bác cà cho sáng chỗ này đi. Đấy, cái này em chỉ ví dụ thôi nhá, còn các bác cứ lấy dao gì sắc sắc các bác cà đi cho nó sáng, cho nó trắng ra. Đấy, và cái phần này này, cái phần rất nhiều cái chấu nó nổi lên này này. Đây, phải nghiêng nghiêng cho các bác biết được. Đấy, các bác nhìn thấy đây này, đây là cái phần này này, nó sẽ có cái cụm mà đây nhá, phần này này nó sẽ có những cái đấy, nó có những cái kiểu là xo ấy.
để mà nó nâng lên, để nó khi mà nó hịn với cái vân tay kia ấy, thì nó sẽ đè xuống và nó tiếp xúc tốt. Đấy, các bác kiểm tra phải từng cái này nhá, từng cái này xem cái nào nó có bị bẹp xuống không. Đấy, nếu như nó bẹp xuống thì các bác kéo nó lên nhé, lấy cái zip hoặc cái gì, lấy cái gì đó kéo nó lên. Và các bác cũng cũng nên là dùng cái giấy nhám ấy, giấy nhám mà nói chung là cũng không cần giấy nhám được, dùng dính ấy, cái dao lam được. Các bác cà cà nhẹ đi, cà cà nhẹ đi từng từng chỗ này này. Đấy, cà nhẹ ra đi để cho nó nếu có bẩn ấy thì nó sẽ bị đánh tan ra. Đấy, cho nên là các bác cũng cà nhẹ đi là được. Đó, nói chung là cái phích vân tay này dễ thôi. Đấy, và sau khi các bác vệ sinh nó rồi thì đây này, các bác nhìn thấy này, chỗ gần cụm vân tay này nó có một hệ thống keo này này, keo này đấy, các bác phải giữ lại cái keo này nhé. Đấy, một là các bác phải giữ lại cái keo này, nếu mà nó còn dính ấy, thì các bác giữ lại nó nhé. Còn nếu như mà nó mà bị hỏng rồi, nó không dính nữa ấy, thì các bác dùng keo hai mặt cũng được nhé. Dùng keo mặt mua ở tiệm tạp hóa ấy, các bác dán một miếng nó y chang như thế này, và nó cũng độ cao nó bằng y chang như thế này. Đấy, và các bác dán nó vào đúng cái vị trí như này. Đấy, thì nó cũng sẽ cho các bác là nó dính vào, và nó sẽ không bị kiểu như không bị phồng ấy, nó không bị phồng ấy, cái cụm này lên phía trên ấy, thì nó sẽ tiếp xúc tốt thôi. Đấy là cái cách fix của một cái lỗi vân tay thôi. Đấy, cho nên là đây, từ nãy giờ em cũng giới thiệu cho các bác hết rồi đấy, là cái con V50 này ấy, thì nó cũng đã bị tháo ra rồi. Đấy, cho nên là cũng không 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 phải là còn zin nữa. Đấy, cho nên là các bác nào muốn fix mấy cái lỗi vớ vẩn của con V50 thì hoàn toàn các bác có thể dựa vào clip của em mà tháo nó ra nhé. Tháo nó rất rất là dễ dàng thôi, các bác cứ tự tin mà làm không sợ đâu. Đấy, và sau khi các bác tháo ra rồi ấy, thì các bác có thể là mua một cái keo 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 như kiểu là keo B7000 hoặc B8000, các bác dán lại cũng được. Đấy, hoặc là đây, các bác chờ đấy, các bác hoàn toàn có thể mua một cái keo trên Shopee cũng rất là rẻ thôi. Còn nếu như các bác nào mà muốn mạo hiểm như em thì dùng cái keo silicone này. Cái xe keo silicone này em cũng giới thiệu một số cái clip trước ấy, em dùng cái chính chính cái keo silicone này để em dán luôn, và nó dán rất là tốt các bác nhé, vẫn rất là bình thường. Đấy, em dùng chính cái keo này em dán luôn. Còn các bác nào mà cẩn thận hơn, nhưng mà thực sự là em cũng chả biết là cẩn thận hay hơn không, nhưng mà cái keo B7000 B8000 nó dán em thấy nó không được đều cho lắm ấy. Rồi, ok, đấy là cái cách dán lại nhé. Các bác dùng cái này cũng được, dùng keo B7000 B8000 được. Đấy. Rồi, ok, vậy là em đã tháo xong cái con V50 này nhé. Các bác nào mà có thắc mắc thì vấn đề về tháo con này thì nó đây, các bác có thể nhìn cái linh kiện bên trong của nó để cho các bác biết. Và đây này, nó hay bị hỏng nữa, có một vấn đề nữa hay hỏng cái jack 3.5 ấy. Đây, cái jack 3.5 của con V50 này ấy, thì các bác đây nhé, hoàn toàn các bác có thể thay thế riêng riêng cái jack 3.5 này. Các bác lật cái này ra, đấy, đây nó có một cái jack này, và các bác tháo con ốc này ra là các bác thể rút được cái jack 3.5 này ra. Và nếu như các bác nào mà hỏng cái đây này, hỏng cái jack cổng chân tai si này này, cục sạc này này, đấy, thì các bác hoàn toàn có thể mua mua riêng cái cụm này, cụm từ từ đây đây, cụm từ đây mới phải không nhỉ? Đúng rồi, các bác có thể hoàn toàn mua cái cụm không, em nghĩ là cái này khó đấy, cũng được nhưng mà không biết có tháo được không, nhưng mà được. Đây này, các bác nhìn này này, tháo ra được. Các bác hoàn toàn có thể mua một cái cụm từ đây cho đến đây, trong đó nó có cái cổng C này, và các bác hoàn toàn cũng có thể là tự thay được luôn. Đấy, thì đương nhiên là nếu mà khi mà đã tháo đến những cái chỗ như kiểu là jack 3.5 này và jack C này thì cái độ khít, cái độ gioăng chống nước thì có thể nó cũng bị mất nhé. Đấy, cho nên là các bác nào mà đã xác định tháo ra thì cũng không cần chống nước đâu. Rồi, ok, đây là mấy cái cây linh kiện ở bên trong cái con LG như thế. À, mà các bác cũng biết rồi đấy, cái con LG nhà mình ấy, nó có một cái gọi là cái hệ thống loa bom bóc ấy. Tại vì các bác cũng biết rồi đấy, là khi các bác nghe nhạc ở trên bằng loa ngoài con V50 ấy, các bác sẽ thấy được cái độ rung của nó. Đây này, rung của nó thì em cũng thì thực ra là ở đây, đây ở chỗ này em không xác định được cái khoang cộng hưởng của nó ở chỗ nào cả, nhưng mà em thấy ở chỗ này này, cái khe chỗ này này, cái khe pin ở chỗ này này nó khá là hở này, cái pin chỗ này khá là hở này. Đấy, nhấc lên được này, đấy, nhấc lên được này, thì con này có thể bị thay pin này này.
và em cũng không biết được đâu là cái khoang cộng hưởng của nó luôn như nào luôn đấy. Thế cho nên các bác nào mà biết thì các bác comment bên dưới nhé. Đấy, thực sự là bảo là khoang cộng hưởng ở đâu thì cũng chả biết được luôn. Đây là cái khoang camera rồi mà, đây là cái tản nhiệt. Thì cộng hưởng thì em nghĩ nó chỉ khu này thôi, khu cục pin này hay sao ấy, hay cả nguyên cái khu này thì cũng không biết được. Rồi ok, thì đây là cái linh kiện của con V50, các bác cứ tự tin mà tháo nhé. Ok, chào các bác.